A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, cái việc tu tập á thì cái sự nói nhiều nó có rất là nhiều những chướng ngại. Có 8 cái chướng ngại cơ bản sau đây mà chúng ta phải ý thức. Thứ nhất, mình nói nhiều ấy là ngôn ngữ của mình trở nên vô giá trị lần lần. So sánh như một con ếch, nó kêu cả đêm không mấy người để ý, nhưng con gà nó gáy là cả làng tỉnh dậy, là bởi vì nó gáy đúng chỗ đúng lúc. Cái điều bất lợi thứ hai, nói nhiều rất là dễ nhận lời và hứa khả, nhưng dễ nhận lời thì dễ thất hứa, dễ quên lời hứa, thành ra uy tín của mình sẽ giảm dần. Cái điều thứ ba, nói nhiều thì mình dễ đồng ý, dễ chấp nhận. Dễ đồng ý, dễ chấp nhận, mà mọi việc đâu có dễ dàng như ý mình muốn. Rồi mình thay đổi, mà mình thay đổi họ không thích, họ khiển trách mình, bản thân mình xấu hổ. Cái điều thứ tư, nói nhiều á rất là dễ sân hận, dễ tạo nghiệp ác bởi cái sân. Thứ nhất là nếu mà bên ngoài kia làm cho mình khó chịu là mình phản ứng nặng nhẹ lời qua lại liền. Thứ hai, nếu mà mình sân giận trong lòng, mình không kìm được theo thói quen nói nhiều, là nó phóng ra những cái lời phỉ báng, vô ơn, những cái lời trừng phạt, hù dọa, tấn công và hủy diệt, những cái lời dứt tình, đoạn tình. Cái thứ tư là nói nhiều sẽ dễ dẫn mình đến cái sự thất bại. Một số người, một số việc, một số thứ trong cuộc đời mình phải được giữ bí mật. Bằng không, nếu mình nói nhiều giống như mình đang quảng cáo và bán miễn phí thông tin bí mật của cuộc đời mình ra ngã ba đường ngoài chợ, và mình tự làm chướng ngại cho cái thành công của trong cuộc đời mình. Cái thứ sáu, khi nói nhiều dễ làm cho mình đau khổ, đau khổ nhiều hơn mỗi ngày. Vì sao? Vì tổ tăng sáng dạy đa ngôn thì đa lự, tuyệt ngôn thì tuyệt lự, tức là nói nhiều thì lo nhiều, mà dứt nói thì dứt lo. Và nhà thiền dạy ngôn ngữ đoạn tận, tâm hành xứ diệt. Có nghĩa là sao? Khi mà mình nghĩ nhiều là mình sẽ nói nhiều, mà suy nghĩ nó là kết quả của quá khứ, mà ngôn ngữ là nó kết quả của suy nghĩ. Khi mình không nói, mình suy nghĩ thì mình có thể chánh niệm tỉnh giác, mình quan sát suy nghĩ mình. Nhưng khi mà mình nói ra cái suy nghĩ đó, mình không thể chánh niệm quan sát được. Cho nên cái suy nghĩ nó cứ liên tục lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại quá khứ. Mà thường quá khứ là những gì hối tiếc, buồn đau. Cho nên nghĩ nhiều nó thành ra lo nhiều là chỗ đó. Mà hãy nghĩ nhiều là nói nhiều. Cho nên nói nhiều là chẳng qua làm lớn lên những gì ở trong quá khứ. Cho nên cái việc mà dừng nói lại, nó giúp cho mình chánh niệm tỉnh giác và trọn vẹn có mặt ở trong hiện tại. Tâm hành xứ diệt tức là sao? Cái tâm của mình nó vận hành là bằng những cái gì mà trong quá khứ nó thu lượm lại. Khi mà cái ngôn ngữ này nó dứt thì cái suy nghĩ nó dù nó vẫn còn ở trong tâm, nhưng mà chí ít là nó không được nói ra bên ngoài, nó không được tiếp xúc qua lại, trao đổi, nó không có người nghe, không có kẻ để nó tâm sự, nó không có đi than vãn, nó dừng lại ở cái chỗ chỉ trong suy nghĩ thôi. Cái đó gọi là giữ giới, không có nói dối, chánh ngữ. Cái thứ bảy, cái bất lợi của việc nói nhiều đó là mình sẽ xây dựng cho mình một cái nhân cách rất là thấp hèn, người khác sẽ nhìn mình như là một kẻ tiểu nhân. Bởi vì người nói nhiều á, không có giữ được ở trong lòng cái cảm xúc mà mình ghét bỏ người khác. Cho nên khi mình ghét ai á, mình rất dễ nói ra những cái lời nói sau lưng họ, những cái lời nói chia rẽ, ly gián, đặt điều, phỉ báng, hạ nhục kẻ khác. Và đó là những cái đặc tính của kẻ tiểu nhân. Bản thân mình làm mình tổn phước và người khác xa lánh vì ghét bỏ mình. Cái điều thứ 8, nói nhiều nó sẽ dẫn đến cái việc mà mình dễ rất là tự hào và khoe khoang. Khi mình nói nhiều thì mình muốn người ta biết nhiều về mình, chứ mình nói nhiều với mục đích làm gì? Một, than khổ; hai, tự khoe. Cái người mà tự kêu á thì đó là kẻ vô công. Bây giờ mình có công thì chứ mình đi kêu căng làm gì? Mình không có cái công hạnh gì hết, cái công đức gì hết, mình muốn người khác nhận ra nhiều hơn mình là, thì mình mới đi khoe khoang cho họ biết. Thì vậy thực ra thì người trí tuệ họ biết, những người như thế không có công đức, không có công hạnh, không có công sức đích thực. Mà người tự khoe là người bất tài. Vì sao? Giống như núi nó cao, nó không tự nói ai cũng biết nó cao. Giống như biển nó rộng, nó không tự hào ai cũng biết nó rộng. Mất mát gì mà mình phải nói nhiều, mình tự khoe mình cho người khác biết, nếu mình thực sự có tài. Cái người mà tự thân khiêm tốn thì người khác cung kính, khâm phục. Mà người tự thân khoe khoang, kẻ khác sẽ nghi ngờ. Cho nên mình nói nhiều, mình khiến người khác nghi ngờ, mình khiến người khác khinh khi, và mình tự đem cái vô công, cái bất tài của mình cho thiên hạ biết. Rồi mình tự xây dựng cái nhân cách của mình là tiểu nhân, khiến người khác ghét bỏ, xa lánh. Rồi mình tự khiến cho cái lời nói của mình nó vô giá trị, cái uy tín của mình nó bị thụt giảm.
và người khác cảm thấy phật lòng, mình thì cảm thấy xấu hổ. Và nghiệp ác của mình cứ tạo ra hoài do cái ngôn ngữ sân giận, dễ phản ứng. Và hằng ngày thì nó lớn lên đau khổ, bởi vì nói miết thì quá khứ nó trôi về hoài. Để chữa căn bệnh nói nhiều này, chỉ cần một điều thôi, đó là bớt nói. Giảm tối đa cái việc nói chuyện. Nhất là những cô, những dì, những chú, những bác mà đi làm công quả ở chùa, sáng sớm thức dậy có một ý niệm thiện lành, hôm nay đi chùa làm công quả, làm phước. Đó là một cái phước đã được hình thành rồi, trong vũ trụ nó đã ghi nhận rồi. Lặt một cọng rau, ngồi nói một câu khen chê người bên cạnh hay người thứ ba, cái tay thì xây cái phước, cái miệng thì phá cái phước mình xây, phút trước phút sau. Cho nên đừng để cái miệng nó phá những thứ mà có tay nó xây dựng. Mà nó nhanh lắm, mình không thấy được. Bởi vì cái lưỡi nó nhanh hơn cái não. Nhất là cái lúc sân giận, cái não nó nghĩ không kịp với cái lưỡi nói luôn. Cho nên cái lúc mà cực kỳ mà sân giận á, khi mà thấy người sân hoặc là mình sân, lập tức dừng lại, đừng mở cái câu nào hết. Cái sự im lặng đó chính là vàng, chính là đá quý, là kim cương. Nếu nó sân quá chịu không nổi thì ký một cái bút, ghi ra những cái gì mà mình chuẩn bị làm, 2-3 bữa nữa nhìn lại, đảm bảo làm thì làm tiếp. Đó là cách con cũng sẽ cố gắng thực tập. Khi ít nói á, thì có thể mình chưa đạt được cái sự im lặng tuyệt đối thánh thiện, gọi là sự im lặng cao thượng của bậc thánh, là sự yên lặng ở trong nhị thiền, gọi là Ariyam Tâm Hi Ba Vầm. Thì chí ít mình cũng không có phạm và có lỗi xảo trá của kẻ nói nhiều, mà kinh dịch nói là táo nhân chi tự đa, tức là người nói nhiều thường xảo quyệt. Đó cũng là cái việc giữ cái giới thứ tư, gọi là không có nói dối trong năm giới, và cũng là giữ cái khẩu nghiệp của mình, cái đó gọi là chánh ngữ ở trong bát chánh đạo. Và giới định tuệ là 3 tiến trình của thiền tập. Cho nên trước là phải giữ giới nếu muốn tu thiền. Cái giới khó giữ đó là cái miệng, rất là khó. Cho nên muốn thực tập, muốn tu tập, phải hạ quyết tâm trước là bớt nói. Sau đó chánh niệm nó đủ vững chãi, trí tuệ và lòng từ bi nó đủ nhiều, thì mới có thể nói những cái điều mà cần thiết, có lợi ích, tăng cái công đức phước đức của mình và của người. Còn nếu mình chưa có khả năng giảm những cái ngôn ngữ hàng ngày, mà mình bắt đầu tập nói những cái điều mà mình nghĩ rằng nó có lợi, thì thường là lợi bất cập hại. Cho nên hạn chế ngôn ngữ của mình ở trong mỗi lúc mỗi nơi, đó là cái bước thứ nhất trong cái việc thực tập chánh ngữ. A Di Đà Phật.